chào quý vị và con. Chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại cô gái trẻ người dân tộc Dao đã từng được mệnh danh với nhiều cái nhất trong chương trình khởi nghiệp. Vâng, đó chính là Bàn Thị Sen ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Ngày hôm nay thì Sen sẽ tiến hành nhập lứa gà đầu tiên với chương trình khởi nghiệp. Và như thường lệ thì người đồng hành cùng tôi ngày hôm nay là chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì chương trình sẽ đón một điều bất ngờ khác. Và chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật đặc biệt. Thì không biết là chú Sơn có đoán ra nhân vật này là ai không ạ? Đến giờ này thì tôi chưa đoán được là ai. Bình thường thì đồng hành cùng với nhân vật là chỉ có hai người là biên tập viên và chuyên gia thôi. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem nhân vật này là ai. Đây là anh Bùi Đông Giang, nhân vật khởi nghiệp đến từ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Anh đăng ký tham gia khởi nghiệp từ tháng 1 năm 2017 với mô hình nuôi gà Lạc Thủy sinh sản bán giống. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, quy trình chăn nuôi của gia đình anh đã dần trở nên hoàn thiện. Và chỉ gần một năm sau đó, gà giống được sản xuất ra từ trang trại của anh đã có chỗ đứng trên thị trường. Hiện anh cũng là người sản xuất và cung ứng gà giống cho đa số các nông hộ chăn nuôi gà trong chương trình khởi nghiệp. Nắm vững được kỹ thuật chăn nuôi cùng với tư duy sản xuất bài bản, năm 2018, gia đình anh cung cấp ra thị trường 400.000 con giống, doanh thu ước đạt trên 4,8 tỷ đồng. Cái phương châm của chúng tôi mong muốn là luôn luôn mong muốn làm sao mà sản xuất được ra các cái con gà khỏe mạnh nhất và chất lượng tốt nhất để giao đến tận tay người nông dân. Từ những thành công của mình, tháng 3 năm 2018, anh Giang đã đứng ra thành lập hợp tác xã chăn nuôi, kêu gọi bà con nông dân trong xã cùng liên kết sản xuất, phát triển thương hiệu gà Lạc Thủy tại địa phương. Đến nay, hợp tác xã đã huy động được 9 thành viên tham gia với diện tích sản xuất trên 30.000 m2, quy mô chăn nuôi bình quân mỗi lứa trên 19.000 con, trong đó có khoảng 9.000 con gà mái sinh sản, số còn lại là bán thương phẩm. Hiện tại mỗi tháng, hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng 123.000 con giống. Gà giống sau khi ra lò được chủng ngừa vaccine đầy đủ và vận chuyển đến tận nơi phục vụ khách hàng. Cũng trong năm 2018, hợp tác xã chăn nuôi gà Lạc Thủy đã được Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Hòa Bình chứng nhận là cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Trưởng hai. Nhân vật thứ ba của mình đây. Vâng, đây là nhân vật thứ ba. Và kể từ thời điểm này thì anh Giang sẽ thường xuyên đồng hành với chương trình khởi nghiệp với vai trò là hỗ trợ cho chuyên gia khởi nghiệp trong việc tư vấn cho các nông hộ ạ. Rất là tốt, vì bạn Giang thì là một nhân vật khởi nghiệp mà đã được đồng hành với chương trình được 3 năm rồi. Và là một hộ hiện nay đang sản xuất gà giống Lạc Thủy, cung cấp cho một số các cái hộ khởi nghiệp của chương trình thì cũng đã đạt những kết quả rất là tốt. Về mặt cá nhân, tôi đánh giá Giang có đủ điều kiện để có thể tham gia cùng với tôi tư vấn cho bà con, nhất là những cái chuyến giao gà và kết hợp với lại cái chuyển giao kỹ thuật như thế này. Vinh dự và rất là vui khi được mặc trên mình bộ quần áo giống như của chuyên gia và được đồng hành cùng với chuyên gia để hỗ trợ tư vấn cho các cái nông hộ khởi nghiệp. Cảm thấy là mình cũng có một chút may mắn hơn các bạn. Tôi cũng cố gắng học hỏi và tích lũy được một vốn ít kinh nghiệm, thì cũng rất mong muốn là được chia sẻ cùng các bạn đồng hành trong chương trình khởi nghiệp. Vâng, trước khi bắt đầu buổi khảo sát ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhìn lại xem Sen đã làm gì sau buổi khảo sát và Sen đã chuẩn bị như thế nào cho buổi nhập giống ngày hôm nay. Em là nông hộ trẻ nhất và cũng là nhân vật nữ duy nhất đến thời điểm này đăng ký tham gia chương trình khởi nghiệp. Ở đây em được xem là một nhân vật liều lĩnh nhất vì dám mở ra một trang trại quy mô nhất nhì trong vùng. Em rất vui vì được chương trình xét duyệt hồ sơ và được chương trình về thăm trang trại. Đây cũng là một cơ hội để cho mình nắm bắt, để phát triển về
cái khả năng của mình, em sẽ nắm bắt lấy cái cơ hội này. Đúng như lời giới thiệu về bản thân kể từ ngày đầu tham gia chương trình, với sức trẻ và sự quyết tâm, Sen đã nắm bắt cơ hội để trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp. Được chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đánh giá rất cao bởi tinh thần ham học hỏi, bản thân Sen cũng rất chịu khó tìm tòi. Lứa gà đầu tiên tự chăn nuôi cũng cho kết quả tốt. Mặc dù giá gà thời điểm đó luôn dao động ở mức thấp, nhưng Sen đã nỗ lực tìm kiếm thị trường bán lẻ để có lợi nhuận cao hơn. Tổng kết lứa gà, Sen thu lãi trên 15 triệu đồng. Sau khi xuất bán xong lứa gà, Sen nhanh chóng dọn dẹp chuồng trại để bắt đầu vụ nuôi mới. Sau khi mà chuyên gia về hướng dẫn em thì em cũng cố gắng để làm mọi công tác chuẩn bị cho thật nhanh để chuẩn bị cho lứa gà mới vào này. Thì là cuối úm này thì em làm là cũng cách đây tầm khoảng độ 10 ngày rồi. Tham khảo các ý kiến của các anh em khởi nghiệp để mọi người giúp đỡ em làm. Hiện tại, công tác tổ chức nuôi úm đang được Sen gấp rút thực hiện. Sự tập trung cao cũng như sự quyết tâm chứng tỏ Sen đã và đang kỳ vọng rất nhiều ở lứa chăn nuôi này. Sau khi được tham gia chương trình khởi nghiệp và được chuyên gia và chương trình về giúp đỡ thì em mong là lứa gà này sẽ gặt hái được nhiều thành công và dịch bệnh sẽ giảm đi. Đây là lô con giống được sản xuất từ hợp tác xã chăn nuôi gà Lạc Thủy do anh Giang làm giám đốc. Ngày hôm nay, anh Giang sẽ giao lô con giống này cho gia đình Sen. Gà hôm nay thì Sen lấy bên cháu là 1.600 con. Cháu đã trở đến đây rồi nhưng mà đang chờ chú vào kiểm tra thì mới cho nhập giống. Thế đã đi kiểm tra sơ bộ chuồng trại của Sen chưa? Sơ bộ thì cháu có kiểm tra rồi nhưng mà về phần gà giống thì vẫn đang chờ chú đến. Thế thôi được rồi, bây giờ cháu là trở thành người đồng hành với chú rồi thì chú sẽ phân công này là tí nữa cháu sẽ là giao gà cho Sen, đồng thời là chỉ dẫn cho Sen cái công tác chọn giống vì bạn Sen là nuôi gà lần đầu. Thế nên cái công tác chuẩn bị chuồng trại nó rất quan trọng, thì chú sẽ ở đây với cháu một lúc, sau đó chú sẽ quay vào chú kiểm tra lại cái hệ thống tổ chức của bạn Sen nào. Dạ vâng ạ. Nếu như không có cái chuyên gia tư vấn hỗ trợ thì tất cả những cái việc từ nhỏ cho lớn là chúng tôi phải bao quát hết. Đấy. Nhưng mà nếu mà có một người hỗ trợ thì tôi sẽ phân công làm những cái việc chính, còn đi tôi đi sâu và tìm hiểu những cái chỗ nào mà còn thiếu thì tôi chỉ giúp, thì đấy là cái rất là tốt. Tra cơ bản về các cái thông số kỹ thuật và những cái điều kiện đơn giản, còn để cho chuyên gia sẽ tìm hiểu kỹ và sâu hơn, thì theo tôi thì cái đó sẽ làm tiết kiệm thời gian cho chương trình và chương trình nó sẽ hiệu quả hơn. Hôm nay thì anh đã chuyển gà cho em theo cái đơn đặt hàng của em. Thì cái gà này là lô gà này thì anh đã chọn lựa là một lô gà rất là tốt và đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine. Thì do thời tiết là nóng nên là mình sẽ kiểm tra và anh sẽ hướng dẫn em chọn cái giống gà Lạc Thủy này. Thì bây giờ anh sẽ mở nắp hộp ra, sau đó thì anh sẽ hướng dẫn em cách chọn gà nhé. Và sau này nếu mà em không mua của anh giống bên chỗ anh thì em mua của người khác, thì em có cái kinh nghiệm để em chọn như thế nào là một con giống khỏe mạnh và chất lượng con giống tốt, thì khi đó mình nuôi nó mới đạt kết quả tốt được. Thì đây là giống gà Lạc Thủy. Cái đặc trưng của con gà con một ngày tuổi em ạ, thì nó có cái màu lông trắng ngà đục, và trước khi em nhìn bằng cảm quan mắt thường thì em phải nhìn thấy là tất cả các con gà là nó phải nhanh nhẹn khỏe mạnh. Em vỗ vào đây thì tất cả nó phải nhào nhào lên, đúng không? Và cái anh lưu ý em một chút về cái phương pháp chọn như thế nào để có một cái lô giống chất lượng, thì em sẽ nhìn vào một số các cái chi tiết sau. Thứ nhất là mắt nó phải tinh nhanh, mỏ thẳng, chân của nó màu phải bóng, chân bóng, và em thấy nó rất là nhanh nhẹn. Ngoài ra thì con gà không được hở rốn, em kiểm tra là nó phải kín rốn và gọn bụng. Đấy, như thế là nó sẽ đủ tiêu chuẩn của một chú gà khỏe mạnh. Chuyên gia Sơn cũng có cùng quan điểm với anh Giang trong việc lựa chọn con giống. Qua kiểm tra, chuyên gia nhận định lô con giống này đảm bảo chất lượng. Một điểm thuận lợi khác đối với Sen là khi nhập giống từ cơ sở này,
sen sẽ được anh Giang cam kết về chất lượng giống và chịu trách nhiệm nếu gặp sự cố mà nguyên nhân được xác định do con giống. Chuyên gia Sơn đang kiểm tra giấy tờ nguồn gốc con giống. Giấy tờ là tốt rồi đó. Thứ nhất là khi mà cháu kiểm tra nhé, kiểm tra cái giấy tờ mà đi từ tỉnh khác về, thì thứ nhất là nó có cái giấy kiểm dịch mà của cơ quan thú y Hòa Bình họ cấp này. Đây là cái bản thứ nhất này. Thứ hai là cái biên bản ghi tình trạng vệ sinh của cái xe này. Đấy, thứ ba nữa là cái đăng ký kiểm dịch này. Đấy, quan trọng nhất là cái giấy này. Đây là đủ ba giấy này. Thông thường mà nói, nếu mà các cái cơ sở mà ấy, người ta đi giao cho gà từ các tỉnh khác về thì nó chỉ cần ba cái này là đủ rồi. Cái giấy tờ là tốt rồi. Bây giờ còn cái chất lượng gà thì chú kiểm tra sơ bộ thì thấy là tốt. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình đưa gà vào bên trong đi để cho nó uống nước. Hôm nay nó thời tiết nó cũng nóng. Đúng rồi, thời tiết là nóng thì chú cháu mình sẽ chuyển nhanh. Đi. Toàn bộ số gà giống đã được đưa vào khu quây úm như thế này. Và theo quan sát của tôi thì gà giống khá là nhanh nhẹn và sức khỏe khá là tốt. Ngay bây giờ thì chuyên gia Vũ Ngọc Sơn cũng như anh Giang sẽ cùng đánh giá xem là công tác nuôi úm mà Sen đã chuẩn bị trước đó có đảm bảo yêu cầu để tiến hành nuôi úm như lần gà này không. Các dụng cụ nuôi úm cần chuẩn bị cụ thể như sau. Chuyên gia Sơn sẽ lần lượt kiểm tra các bộ phận của khu nuôi úm. Đầu tiên là quây úm. Tiêu chuẩn quây úm gà như sau. Quây úm làm bằng lưới hoặc cót ép, đường kính 3 đến 3,5 m, chiều cao trung bình khoảng 60 cm. Các chỉ số này giúp Sen thuận tiện trong việc chăm sóc gà. Với 1.600 con gà giống, Sen chia làm 3 quây úm, mỗi quây rộng 9 m vuông. Đấy là cái hệ thống quây úm của cháu làm này là chắc chắn, rất là chắc chắn. Đấy. Thay cho cái việc làm cót ép thì cái việc sử dụng bằng những cái khung sắt như này này, nó có rất nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất tức là mình sử dụng một cách lâu dài. Đấy. Cái cót ép thì không được lâu dài đâu. Thứ hai nữa tức là dễ vệ sinh. Đấy. Vì mỗi một lần mình tháo ra mình rửa thì mình vệ sinh nó cũng dễ mà. Quá đẹp thì vẫn phải vệ sinh nhưng mà cái độ bền của nó sẽ không được. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Cái thứ ba nó tức là khi mà mình sử dụng để mình bố trí mở rộng quây hay là cho hẹp quây thì cái khung sắt này nó sẽ rất là cơ động. Và cuối cùng nữa tức là cái độ chắc chắn. Chắc chắn. Cháu buộc vào tạo thành các cái khung này nó rất chắc chắn. Nó không xô sạch. Đấy. Và khi mà mình đi ra, mình đi vào, mình thao tác cái này nó... Đối với con gà nó rất đảm bảo. Chú đánh giá cái hệ thống quây úm của cháu tốt. Cái tốt. Quây úm của nhà Sen nay làm như này là cháu thấy cũng rất là tốt. Vì đặc biệt mùa hè trong Thanh Hóa rất là nóng. Bạn làm cái lưới này nó có cái độ thông thoáng. Độ thông thoáng, đúng để rồi. Cho con gà nó sinh sống ở trong cái môi trường này thì sẽ tốt hơn. Rồi. Như vậy là chuyên gia Sơn đã xác nhận quây úm của Sen chuẩn bị đã đảm bảo yêu cầu, phù hợp với điều kiện nuôi úm gà trong giai đoạn mùa hè. Tiếp theo, chuyên gia sẽ tiến hành kiểm tra tiêu chí về đèn sưởi và nhiệt độ úm trong chuồng nuôi. Thế còn bây giờ Giang đi kiểm tra tiếp cho chú cái tiêu chí về thứ nhất là về cái hệ thống bóng đèn. Bóng đèn thì mình mùa này thì không cần là phải bóng sưởi, nhưng vẫn phải có bóng điện để mình thắp sáng cho nó ăn. Tiêu chuẩn đèn sưởi trong chuồng úm vào mùa hè như sau. Mỗi quầy úm cần bố trí từ 4 đến 5 bóng đèn sưởi, công suất tối đa là 60-75W. Chiều cao bóng sưởi cách mặt chấu từ 30-40 cm. Cái số lượng nhà Sen bố trí cái bóng úm như này là được rồi. 4 bóng và 4 bóng cho một quây, mà bóng thì bạn ấy bố trí cái bóng 60W. 60W ạ. Vâng, thế thì theo cháu là ổn rồi. Nhưng mà nhiệt độ mùa hè nên là đang rất nóng, để cháu kiểm tra cái than nhiệt độ xem là nó là bao nhiêu độ. Chú ạ, tình hình là cháu thấy là gà đang rất là nóng chú ạ. Cháu đang kiểm tra xem là hiện tại bây giờ nó là 40 độ. Thế nên là những con gà nó nóng nên nó đang lao hết vào những cái máng nước để nó uống. Nhiệt độ nuôi úm gà trong các tuần tuổi như sau.
Như vậy, với mức nhiệt độ trong chuồng úm của gia đình Sen lúc này đã vượt ngưỡng. Thời tiết liên tục nắng nóng khiến nhiệt độ chuồng nuôi úm của gia đình Sen tăng cao. Điều này sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe của đàn gà nếu như Sen không có phương án chuẩn bị đối phó. Thế nhưng mà như này là nhà Sen đang bị nóng quá thì Sen có cái hệ thống quay mái thì bật lên để cho nó mát. Sen lưu ý giúp anh là hiện tại bây giờ là nhiệt độ thì đã đang bị quá độ, tức là nó cao hơn cái mức cần thiết cho con gà. Nhưng mà tuy nhiên thì em vẫn phải lưu ý chứ không chủ quan là nó đang thừa nhiệt độ, nhưng mà mình là ở vùng núi. Buổi tối em lưu ý cho anh cái nhiệt độ của nó sẽ chênh với ban ngày rất lớn, ví dụ từ khoảng 11 giờ đêm cho đến sáng thì như nhà em ở vùng núi này nó sẽ chênh với ban ngày khoảng 10 đến 15 độ. Thì nếu mà em thấy nhiệt độ mà nó quá thấp thì lúc đó em phải thắt bóng điện lên để đảm bảo cái nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm nó không bị chênh nhau quá nhiều. Theo chuyên gia Sơn, lúc này tại các địa phương thường bị mất điện do giảm tải. Vì thế, Sen cần phải có phương án phòng bị khi mất điện kéo dài. Cụ thể, Sen nên chuẩn bị hệ thống máy phát điện dự phòng khi mất điện để tiến hành phun máy khi nắng nóng hoặc bật bóng sưởi khi nhiệt độ giảm vào ban đêm. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, độ dày của chấu trong chuồng úm cần đảm bảo ở mức từ 7 đến 10cm. Giang kiểm tra cho chú xem cái độ cái chấu này cháu đã làm phun sát trùng chưa? Chú dùng rồi gì? Giang kiểm tra xem cái độ dày của nó là bao nhiêu? Dạ vâng ạ, để em cháu xem. Có được 10 phân không? Được chú ạ, được cái này đấy. Được khoảng 10 phân. Nên là cái độ dày của nó là đảm bảo đấy ạ. Thì cái chấu cháu cho dày thế này thì sau này cái lúc mà con gà nó lớn lên cái giữa cái phân với cái chấu nó mới trộn lẫn vào nhau nó mới tạo xốp. Cái cháu đổ mỏng quá này là nó tạo thành dính bết xuống dưới cái đèn chuồng, nó làm cho chuồng ô nhiễm rất là cao. Thế nhớ là vẫn phải đổ dày 8 đến 10 phân. Đấy. Rồi cứ mỗi một tuần là mình sẽ sới đảo cái chấu này đi để cho phân với cái chấu nó lẫn với nhau. Ở giai đoạn nuôi úm, bên cạnh nhiệt độ, thức ăn và nước uống cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Tiêu chuẩn máng uống nước cần sử dụng loại máng uống thể tích từ 2 đến 4 lít. Máng ăn là loại khay đường kính 60-70cm với mật độ 60-80 con trên một máng uống. Máng uống, máng ăn bố trí gần nhau và trải đều trong quầy úm. Các cái trang thiết bị là đầy đủ nhé. Bây giờ chú dặn này này, cháu vẫn cứ tiếp tục cho uống nước. Hết nước thì mình lại cho vào, pha thuốc đúng như thế. Từ giờ cho đến cỡ vào khoảng độ ngoài 12 giờ hoặc 1 giờ mình mới cho ăn. Vì con gà này nó không cần ăn, nó trong cơ thể của nó vẫn còn đủ cái lòng đỏ. Mùa hè này thì nó không quan trọng lắm. Mùa đông thì có thể là sau 2 tiếng, 3 tiếng cháu cho ăn được ngay để nó cung cấp cái nhiệt để nó sưởi ấm. Nhưng mùa này thì mình không cần sưởi ấm, bản thân là trong cơ thể của nó đã có cái lòng đỏ rồi, nó vẫn sống được. Chủ yếu là mình giải quyết cho nó đủ nước uống và trong nước nó đủ các cái vitamin cũng như là cái chất điện giải thôi. Như vậy là với những kiến thức kỹ thuật của chuyên gia Sơn cùng với những kinh nghiệm từ anh Giang truyền đạt, Sen đã có một buổi nhập giống khá thuận lợi với nhiều kiến thức bổ ích mà Sen trước nay chưa từng biết tới. Hôm nay em có một cái khác biệt đó là được hai chuyên gia về tư vấn cho em, nhưng mà em vẫn cảm thấy hai chuyên gia vẫn là một, không có gì gọi là khác nhau hoặc là bối rối gì cả. Lô gà giống này về thì em cũng thấy khác biệt với là đợt trước, tại vì có chuyên gia về giúp đỡ và hướng dẫn cho em mọi chi tiết thì cũng khác hẳn với đợt trước là em tự làm. Qua cái công tác chuẩn bị các cái dụng cụ chăn nuôi cũng như là cái việc bố trí chuồng trại để mà chuẩn bị nhập cái lứa gà khởi nghiệp đầu tiên thì tôi thấy là Sen chuẩn bị rất là chu đáo. Lứa gà đầu tiên đưa vào nuôi tương đối thuận lợi. Khi có chuyên gia đồng hành, Sen như được tiếp thêm tự tin và động lực cho những kế hoạch phát triển mô hình. Nhưng ngay chính thời điểm này, một điều bất ngờ đã xảy đến với gia đình Sen. Nói chung là bây giờ vợ chồng em cũng mới có tin vui được 2 tháng rồi thì là có em bé này thì là cũng hơi ngoài dự định của vợ chồng mình, nhưng mà con đứa đầu thì cũng mới được gần 2 tuổi thôi, nhưng mà thôi đằng nào mình cũng phải cố gắng thôi để rồi vất vả một lúc sau đó rồi là
con cái ổn định là mình sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn được. Niềm vui nhưng cũng là sự khó khăn, bởi lúc này đứa con đầu lòng của gia đình Sen còn nhỏ tuổi. Công việc chăm sóc gia đình cũng như mang thai thêm em bé thứ hai đang đặt Sen trước những thách thức lớn. Lứa gà này Sen nuôi vào thời điểm thời tiết bất lợi nên công việc chăn nuôi được dự báo sẽ vất vả hơn nhiều. Liệu những khó khăn thách thức có làm Sen nản chí? Câu chuyện khởi nghiệp của cô gái trẻ người dân tộc Dao sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình khởi nghiệp tiếp theo. Còn bây giờ xin mời quý vị nghỉ trong giây lát trước khi đến với nhân vật tiếp theo trong chương trình. Chào mừng bà con đã quay trở lại với chương trình khởi nghiệp. Ngày hôm nay thì bên cạnh nông hộ bàn thịt Sen thì anh Bùi Văn Tư ở xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành nhập giống. Và do anh Tư là nông hộ đã có kinh nghiệm cho nên là tranh thủ lúc chương trình về tư vấn cho Sen thì anh đã chủ động nhập giống vào buổi sáng để tranh thủ thời tiết mát để không ảnh hưởng đến chất lượng gà. Trong phần tiếp theo của chương trình thì chuyên gia Vũ Ngọc Sơn cùng với anh Giang sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá chất lượng con giống, đồng thời đưa ra những tư vấn cho anh Tư trong việc chăm sóc gà giống trong giai đoạn mùa hè. Đây là đợt nhập giống thứ 3 trong năm của gia đình anh Tư. Lứa gà này khi đã có kinh nghiệm, anh Tư đã tự nhập giống dưới sự hướng dẫn của anh Bùi Đông Giang. Anh Giang vừa là chuyên gia hỗ trợ, vừa là người cung cấp con giống cho anh Tư ở lứa gà này. Thì hôm nay là có ở Cẩm Thủy mình là có một nông hộ là em Bàng Thị Sen nhập giống nên là cũng là một cái gương mặt mới. Nên là mình cũng để cho em được lên đó để chương trình quay nó trước rồi chương trình xuống kiểm tra mình sau, tại vì mình là cái người cũ rồi thì cách thức thì mình cũng đã biết rồi, nên là hôm nay thì mình với anh Bùi Đông Giang thì nhập giống thì cũng thuận tiện. Do con giống được nhập từ cơ sở sản xuất của anh Giang nên về chất lượng con giống đã được cơ sở cam kết đảm bảo, anh Tư không cần quá băn khoăn ở tiêu chí này. Tuy nhiên, đợt con giống này, anh Tư dự định nuôi ở khu chuồng cũ, khu chuồng mà trước đó chuyên gia Sơn đã cho rằng có nhiều bất lợi. Một là cái mái tôn này này, cái mái tôn này này, nó thấp. Thứ hai nữa tức là chuồng này là chuồng toàn bộ mùa chính diện của cái hướng bất lợi. Người ta làm chuồng hướng đông nam, đây mình làm chuồng quay mặt hướng tây, chính tây chứ không có một tí nào là nam cả, đúng không? Cho nên là cái nhiệt nó tạt vào đây rất là nóng. Thời điểm đó, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn chỉ đồng ý để anh Tư nuôi gà ở khu chuồng này vào những thời điểm thời tiết thuận lợi, cụ thể là thời tiết mát. Thế nhưng lần này anh Tư đã làm ngược lại. Đàn gà này của nhà cháu nhập hôm nay, chú cứ tính là nó vào cuối tháng 5 đi. Thế mình cứ tính là bắt đầu là cuối tháng 5 đi, coi như gần hết tháng 5 đi, bỏ qua tháng 5 đi. Nó chỉ còn có độ tuần nữa là hết tháng 5 âm lịch thôi mà, bước tháng 6 đúng không? Thế mà gà này nuôi 5 tháng này mới được xuất. Thì chú sẽ tính là gà này coi như là đang trong cái giai đoạn lớn, hưởng trọn vẹn mùa nắng luôn. Thế lúc gần bán thì mới bước sang một chút của cái mùa đông. Cho nên là cái đàn gà này là cái dài là rất gian nan cái vấn đề chống nóng của gà này. Đấy, nó sẽ xảy ra một số các cái vấn đề của bệnh mùa hè, đặc biệt là cái rét nhiệt. Đặt cái đàn gà này thì là nó hơi sớm vào cái mùa hè để rút cái kinh nghiệm mua cái lứa gà sau vào chuồng này. Rõ ràng là anh Tư đã được cảnh báo về những nguy cơ khi nuôi gà trong mùa hè ở khu chuồng này. Tuy nhiên anh cũng có những lý lẽ của riêng mình. Cái chuồng của mình 220 m² nhưng mà bây giờ mình có thể nuôi được 1.800, nhưng mà bây giờ mình đã giảm cái mật độ xuống còn 1.300 con gà để thưa cái mật độ ra để cho đàn gà này nó chịu nhiệt được cái mùa nóng này. Để có sản phẩm xuất bán liên tục ra thị trường, anh Tư đã bất chấp lời cảnh báo của chuyên gia và quyết định mạo hiểm nuôi gà mùa hè trong điều kiện chuồng nuôi bất lợi. Điều này đang đặt anh trước nguy cơ sẽ không được tham gia khởi nghiệp ở lứa nuôi này. Rõ ràng là những lo lắng của chuyên gia Sơn là có cơ sở. Khi mà nhiệt độ ngoài trời ở Thanh Hóa lúc này luôn ở mức
từ 36 đến 37 độ C. Gà thì thường có thân nhiệt cao hơn các loài vật nuôi khác. Khi thời tiết nắng nóng thì gà rất dễ bị stress, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển. Liệu rằng với khu vực chuồng nuôi nhiều bất lợi như thế này thì anh Tư có được tham gia khởi nghiệp với lứa gà này hay không? Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi quyết định của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Cháu nghĩ rằng là khi mà bạn Tư bạn đã xây dựng cái chuồng trại như này rồi, giờ mà sửa chữa lại thì thứ nhất là nó mất thời gian và nó tốn kém. Trong khi đó thì bạn Tư thì hiện tại là đang làm cái con gà sạch và bán thường xuyên liên tục. Chính vì vậy là để đảm bảo có cái nguồn đầu vào là hàng liên tục, không thể ngắt quãng giữa chừng được. Chính vì vậy bạn Tư cũng có cái tính toán riêng của bạn ấy. Thứ hai nữa là cái con gà này là con gà lạc thủy bản địa. Chính vì vậy là nó cũng có cái sức đề kháng và cái sức chống chịu với thời tiết khá tốt so với các cái giống gà khác. Nên là về cái vấn đề đó thì cháu nghĩ là cũng không lo lắng lắm. Thế nên là cái này thì chú cháu mình sẽ cùng bàn và sẽ đưa ra những cái hướng khắc phục với cái chuồng theo cái hướng tây và cái mái tôn thấp như này, thì chúng ta sẽ làm cách nào đó để hạ nhiệt. Cái giải pháp chống nóng thì người ta áp dụng bằng mọi cách rồi. Thế tuy nhiên rằng là mình vẫn không thể chống được với cái nhiệt độ của môi trường xung quanh được đâu. Đấy, và khi mình nuôi con gà trong một cái thời tiết nóng như vậy thì nó sẽ bị stress. Nếu bị stress thì nếu mà nó không bị bệnh thì cái mức độ tiếp thu cái dinh dưỡng nó sẽ giảm và nó ảnh hưởng đến cái tăng trọng. Bởi vậy cho nên đối với cái chuồng chỗ nhà Tư ở đây thì là chuồng theo cái kiểu thông thoáng tự nhiên. Thì đúng là mình phải chống nóng rồi. Thì chống nóng hiện nay thì như Tư hiện nay là đang phun nước thì chú thấy là cái đó là được. Ngoài ra thậm chí là còn phải lắp những cái quạt thổi khí nóng ra phía bên ngoài ở cái đầu cuối chuồng, thổi cho nó toát ra đây này. Thế còn bây giờ thì gà của cháu thì đã nhập rồi, thì trong quá trình nuôi thì mình sẽ tìm các cái biện pháp để mình khắc phục vào. Là vẫn còn khá là băn khoăn, nhưng chuyên gia Vũ Ngọc Sơn cuối cùng cũng đã chấp nhận lứa gà này của anh Tư để tham gia chương trình khởi nghiệp. Tuy vậy thì lứa gà này chắc chắn rằng anh Tư sẽ vất vả và cần sự tập trung nhiều hơn. Nhưng hy vọng rằng với sự hướng dẫn của chương trình khởi nghiệp thì anh Tư sẽ có thành quả tốt ở lứa gà này. Chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi quá trình khởi nghiệp của anh Tư trong các chương trình khởi nghiệp tiếp theo.